Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vào năm 1886, lúc đó Thế vận hội Olympic của cả thế giới này cứ 4 năm tổ chức một lần. Họ quyết định đưa một cái môn thể thao, đó là chạy đua 100m. Chạy đua 100m. Và khi môn thể thao đó lần đầu tiên được bắt đầu, thì các nhà khoa học tìm cách chứng minh xem con người có thể chạy nhanh được bao nhiêu. Họ kiểm tra lại cơ bắp, hệ thần kinh của báo, của hổ, của ngựa. Và họ cũng kiểm tra lại cơ bắp, hệ thần kinh của đùi con người. Sau khi nghiên cứu kỹ càng nhiều năm, họ đưa ra một kết luận: loài người không thể và không bao giờ chạy 100m mà dưới 10 giây. Và bắt đầu từ đó, 70 năm sau đó, không có một người nào chạy 100m mà ít hơn 10 giây. Cứ mỗi một lần họ bước vào vạch để đua, đầu của họ suy nghĩ mình không bao giờ sẽ phá vỡ được cái giới hạn này. Dường như các nhà khoa học đó, bởi tâm trí hữu hạn của mình, đã đưa ra một kết luận, và cái kết luận đó trở thành một cái hang. Cái hang đó giữ chịch cả thế giới ở trong cái hang đó, không cho phép chúng mày ra khỏi cái hang giới hạn này. Năm 1960, có một người da đen, anh ta đã phóng với mức độ rất là nhanh. Anh ta là một người thiếu học, từ một nước châu Phi nghèo khổ, không đọc, không nghe, không nghiên cứu gì hết. Nghề của anh ta chỉ chạy vác nước về cho bố mẹ thôi. Anh ta đã chạy và đạt được một kỷ lục phi thường: 9 giây 95, vượt quá được cái hang mà người ta đã định cho loài người hơn 70 năm qua. Phát súng đầu tiên đã nổ, và bắt đầu từ đó cho tới nay, 27 người đã phá vỡ kỷ lục đó. Người ta gọi cái kết luận của các nhà khoa học đó là lời truyền khẩu, truyền kiếp. Gọi là cái đó gọi là sự rủa xả của các thế hệ. Có ai đó ngồi tại đây, bạn đã được bố mẹ của bạn, khi bạn làm một điều gì đó thất bại, nói rằng số mày chả làm lên trò trống gì. Hoặc mẹ của bạn nói rằng mày không thể hơn tao được đâu. Và khi bạn nhìn thấy mẹ của bạn đã ly dị nhiều lần, bạn bắt đầu nghĩ rằng mình không thể vượt qua được giới hạn này. Và cái hang đó bắt đầu giữ bạn bao nhiêu năm ở trong cái hang đó. Sự giới hạn của tâm trí mỗi chúng ta, mà xin Chúa cho chúng ta cần phải phá vỡ nó, để năm nay mỗi chúng ta, tôi và bạn, chúng ta sẽ sang được bờ bên kia mà không bị cái hang giữ chúng ta lại. Có một số người không bị giữ chịt trong hang, được phép ra khỏi cửa hang, rồi sau đó lại chui vào hang. Có một người rất tiếu lâm làm một câu thơ như sau: ngàn năm ta vẫn là ta, từ trong hang đá chui ra, vươn vai một cái rồi ta chui vào. Dường như ở trong hang đã khiến con người chúng ta quên mất đứng thẳng rồi, bỏ hoài, quỳ lạy. Và chúng ta thấy có những con người cao hơn chúng ta, không phải vì họ cao, nhưng vì chúng ta quỳ lâu rồi, sống ở trong hang lâu rồi, cho nên cứ tưởng người ta cao. Người ta cao bởi vì chúng ta quỳ. Và năm nay xin Chúa cho tôi và bạn, nhờ cái ân điển của Ngài, nào hãy ra khỏi hang. Bạn không thể đứng thẳng được khi ở trong hang đâu. Chỉ có bước ra khỏi hang, bạn mới đứng được thẳng lưng, mới không phụ thuộc vào những kẻ dọa nạt. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa anh chị em? Vấn đề ở chỗ làm sao phát hiện được mình đang ở hang nào mới là quan trọng. Có nhiều người chui khỏi hang này lại nhập vào một hang khác tệ hơn cơ. Có những người họ quyết định cần phải giải phóng khỏi nghiện rượu, rồi lại lao vào nghiện thuốc lá. Giải phóng khỏi nghiện thuốc lá thì là lao vào nghiện cờ bạc. Dường như cái hang sau đó nó còn khốn nạn hơn cái hang trước đó cơ.
rồi cuối cùng phẩy tay nói, đằng nào thì cũng ở trong hang, ra khỏi đó làm gì. Nào ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, cái hang nào là hang của bạn? Sẵn sàng chưa? Quay sang người lân cận nói rằng, hang của bạn là hang gì? Hãy cùng tôi giờ Kinh Thánh sách Các Quan Xét đoạn 6 câu 1 câu đến câu 6. Đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, nói về có một người có tên là Gideon. Dường như tôi và bạn đang ở trong một cái hang, mà hang đó là hang của dân tộc chúng ta, hay là hang dân tộc tính. Người ta nói rằng Việt Nam sẽ không bao giờ có tổng công ty lớn, người Việt Nam sẽ không bao giờ làm lớn được. Cứ bắt đầu thành công là chia rẽ, cứ bắt đầu thành công một chút rồi là ai đó lại lên mình lên mẩy và nghĩ rằng trời không lớn hơn cái miệng giếng của tôi, và bắt đầu nghĩ mình oai. Sự tham lam về tiền bạc, sự háo danh, sự thèm khát về lợi đã khiến người ta bị mua, và cuối cùng họ lại quay trở lại cái hang mà từ đó họ đang chuẩn bị được ra. Người ta nói rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sẽ không bao giờ lên được con số 4, cùng lắm là số 100, còn bắt đầu đến con số 800, 900 là bắt đầu chia rẽ. Có những hội thánh không quá được số 3, chỉ đến 80 là lại chia rẽ. Có một số nhóm người không quá được số chục, cứ lên được con số 30 lại chia rẽ, còn lại 8, 9 người. Hãy nhìn lại Berlin mà xem, cứ cái đà này, lời rủa xả từ thế hệ tới thế hệ chả nhẽ nó ảnh hưởng tới chúng ta hay sao? Thầy cho chúng ta cùng nhau xem lại cái hang của bạn, cái hang của gia đình bạn. Hãy phát hiện ra cái hang của cộng đồng này, cái hang của hội thánh Berlin là hang gì, để chúng ta cùng nhau nhìn vào nó và giải phóng, đi ra khỏi hang. Amen. Các quan xét có kể lại một câu chuyện đặc biệt, đoạn 6. Lời Chúa nói rằng dân Israel đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Trước đó họ không làm điều ác, trước đó họ đã có một thời kỳ hoàng kim. Trước đó chính Deborah, nữ quan xét đó, đã cùng với dân sự của mình giải phóng khỏi lô lệ. Bao nhiêu chục năm họ sống trong sự bình an, nhưng sau đó họ lại làm điều ác. Thế mới lạ chứ. Con người chúng ta dường như thành công được một chút thì họ bắt đầu thỏa mãn trên thành công đó, và họ không đứng nổi khi ở trên đỉnh cao. Dân Do Thái họ lại phạm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Hãy nhắc lại cùng tôi, 7 năm. Có nhiều khi Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra trong đời sống của bạn, có thể 3 năm, có thể 7 năm, có thể 10 năm, có thể 40 năm, để cho bạn nhận biết được rằng cái gì ở trong bạn, để cho bạn nhận biết được rằng sức của bạn không phải bàn tay ta làm nên tất cả. Khổng Minh khi ngước mắt lên trời, lúc trời đổ mưa xuống, ông nói rằng mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Chúa cho phép 7 năm, dân Madian hà hiếp dân Do Thái. Mặc dù trước đó dân Do Thái trăm trận trăm thắng, thì khi họ phạm điều ác thì bắt đầu những kẻ đã thua trận trước đó nổi dậy tấn công họ. Bạn có bao giờ phát hiện ra trong con người của bạn, khi bạn gần Chúa thì dường như những cái tội lỗi cũ nó tan biến, còn khi bắt đầu bạn xa rời khỏi Chúa thì một điều gì đó xảy ra, bạn dễ nổi cáu hơn, thậm chí bạn chửi tục nữa cơ. Điều mà trước đây 3, 4 năm trước bạn không hề có, bạn thậm chí còn nghĩ cách là ăn cắp tiền nữa cơ. Trước đây bạn không hề nghĩ rằng trốn vé, mà có một thời gian sau bạn lại thấy trốn vé là chuyện bình thường. 7 năm, tay của người Madian thắng hơn Israel, vì sợ người Madian lên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn, đây gọi là hang đấy. Họ bắt đầu khoét cho họ những cái hang để trốn vào đó, không phải chỉ để tránh những con người kia, nhưng mà vì sự sợ hãi cho nên họ không dám đương đầu, họ đã đào những cái hang để chui vào trong đó ẩn náu. Khi Israel đã gieo giống dân Madian với dân Amalek, hãy nhớ lại cùng tôi, dân Amalek. Dân Amalek là dân gì? Dân này là dân mà Đức Giê-hô-va ngài hứa rằng sẽ diệt dân Amalek này. Nó là tượng trưng của tính xác thịt, tội lỗi trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà khi xa cách Chúa trong 7 năm này thì dân Amalek này được sống. Bạn mặc dù có Chúa rồi,
Nhưng nếu xa cách Ngài thì nhiều khi suy nghĩ của bạn còn đồi bại hơn cả trước khi bạn tin Chúa cơ. Dân Amalek bắt đầu sống lại trong con người của bạn và tấn công bạn. Và người phương Đông đi lên đánh dân Israel, gieo giống mà không được gặt. Tiếp theo, đóng trại đối ngang người, phá hoại mùa màng của xứ cho đến Gaza, và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên bò hay là lừa, vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình loán đến khắp nào một đám, khác nào một đám cào cào đồng như vậy đó. Bạn đã từng nhìn thấy tôm bay ở quê hương của bạn chưa? Đó là cào cào đấy. Mỗi một lần mà vào tháng 8, tháng 9 là cào cào, sau khi gặt xong ào đến thời vụ của bạn. Tôi đã từng cùng với những đứa trẻ trong khu tập thể của tôi đi bắt cào cào về rang. Chúng tôi gọi là tôm bay. Cào cào xa xuống là cả cái ruộng lúa đó tàn tành. Cào cào đông như vậy, người và lạc đà vô số đến trong xứ đang phá hại. Vậy vì cớ dân Madian Israel bị nghèo khổ bần chật nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Amen. Muốn có một tin vui cho anh chị em, dù bạn đã 7 năm đau đớn, dù bạn 3 năm đau đớn, dù bạn đã thất bại thảm hại, thì câu cuối cùng đó là một lời kêu gọi bạn. Dân Israel họ đã hạ gối xuống cầu nguyện với Đức Giê-hô-va giải cứu họ. Bạn đừng sợ. Nếu sứ điệp này đến với bạn, bạn nhận ra cái hang nào mà bạn đang bị trói ở trong đó, thì hãy cùng tôi ngày hôm nay kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi cái hang đó, giống như dân Do Thái vậy. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói với người lân cận rằng cái hang nào. Chúng ta cùng nhau xem tiếp những câu kinh thánh tiếp theo. Ở đây chúng ta nhìn thấy dân Do Thái phạm tội. Họ bị ức hiếp, gieo mà không được ăn, ẩn trú trốn trong núi, trong hầm, trong hang. Rồi cuối cùng, khi họ kêu cầu Chúa, Ngài bắt đầu đi tìm kiếm. Còn mắt của Ngài đang tìm kiếm ở trong số lượng ngồi người đang ngồi tại đây. Và khi thấy chép rằng, không phải câu này, câu 11 kìa, đoạn 6 câu 11 đến câu 16 nè, đang nói về Đức Giê-hô-va gặp Gideon. Tôi xin đọc. Đoàn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây trồng Ophra thuộc về dấu ách. Người Abi-e-Serit Gideon, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madian. Đặng giấu khỏi dân Madian. Ở đây chúng ta nhìn thấy Gideon. Hãy nhắc lại cùng tôi từ Gideon. Gideon dịch ra có nghĩa là người, tôi xin xem lại, Gideon dịch ra có nghĩa là người đập vỡ thần banh, người chặt đứt thần banh. Không hiểu ông bố của Gideon khi đẻ con trai này có ước ao gì, nhưng ở trong lòng của ông, Gideon có nghĩa là người chiến sĩ hay là người chặt hạ thần banh. Người cha của Gideon đã đặt tên con của mình, có thể được Chúa Ngài cảm động lòng ông đặt tên con trai của ông. Ông ta không biết được rằng đến một ngày không xa, chính con người mà có cái tên như vậy đã đứng dậy và được gặp Đức Giê-hô-va. Khi thấy chép tiếp, khi gặp Gideon, lúc này ông ta đã có gia đình và có nhiều con. Có đứa con trai của ông là tuổi thiếu niên, chắc là cỡ khoảng tuổi 16, 17 như con trai của tôi Daniel bây giờ. Sau này khi ông ta đã được Chúa thổi hơi vào, ông ta đã cùng đứa con trai đó đã đánh một trận đánh gọi là sạch không kinh ngạc. Khi thánh chất tiết này, ông ta đang đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Madian. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: hỡi dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gideon thưa rằng: ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập sao? Bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Madian. Có thể lúc này Gideon đã 47 tuổi, 48 tuổi như tuổi của tôi bây giờ, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Nhưng mà hãy để ý này, khi Chúa gọi ông là dõng sĩ thì ông nói rằng: Chúa ơi, những phép lạ ngày xưa ở đâu? Có nghĩa là trước đây 7 năm cũng tay này đã ra trận chiến thắng nhiều trận rồi, mà tại sao bây giờ con lại bị thua như vậy? Gideon trước đây cũng đã chiến thắng mà bây giờ không thấy chiến thắng nữa mà đang thua. Ông ta hỏi rằng: Chúa ơi, trước đây 7 năm phép lạ ngày xưa ở chỗ nào? Chúa đã bỏ chúng con rồi sao? Lắng nghe tiếp này, hãy để ý nhá. Gideon đập lúa, rồi sau đó trốn vào trong hang. Ở trong hang nó có vợ, có con Gideon ở trong đó.
tránh khỏi dân Madian. Đọc tiếp này. Câu 14, Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có. Mọi người để ý thấy không? Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà ngày xưa trước đây 7 năm đã chiến thắng kẻ thù đó. Bây giờ ngươi vẫn còn sức như vậy. Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu dân Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Vấn đề ở chỗ là ta đã sai ngươi thì cái sức mà ngươi vẫn có đó sẽ chiến thắng. Còn nếu ta mà không sai ngươi thì dù ngươi có sức như vậy hoặc mạnh hơn nữa thì ngươi vẫn thất bại. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Vì thanh chép tiếp này. Người thưa rằng câu 15: Than ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu dân Israel? Kìa, trong chi phái Ma-la-se họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Tôi đọc tới đây bỗng nhiên giật mình. Tôi giật mình ở chỗ nào? Người Việt Nam có cái câu này: nghèo khó nó bó cái khôn, cái khó nó bó cái khôn. Gideon với người Do Thái chui ở trong hầm trốn dân Madian 7 năm trong khó khăn, cái khó đó đã bó tâm trí của Gideon lại. Và tôi nhìn thấy một cái hang khác còn kinh hơn cái hang mà gia đình Gideon đang trú ngụ ở trong đó. Một cái hang của sự sợ hãi. Gideon nói rằng: Chúa ơi, chi phái của con là chi phái nhỏ nhất, gia đình của con là gia đình nghèo nhất, nhà của con lại là người tồi nhất. Bốn cái nhất đó nó đã tạo ra một bức tường của cái hang mà Gideon sau 7 năm đó đã bị giam ở trong cái hang này. Bạn có nhận biết được cái hang của mình đang bị giam đó không? Có những người nữ tại đây sống với mẹ chồng nhiều năm, người mẹ chồng đó đã đàn áp bạn, nỗi đau ở trong lòng của bạn đã tự xây xung quanh bạn một cái hang. Và rất nhiều những bà mẹ, chính những người nữ đó sau này là hành hạ con dâu của mình sau đó. Dường như cái hang mình vốn có lại đào thêm cái hang cho thế hệ tiếp theo nữa. Những cậu con trai bị bố đánh và xử rất là tàn tệ, đau đớn từ bên trong lòng, căm thù điều mà cha mình làm cho mình, không được giải phóng khỏi cái hang đó. Tự động khi có con trai, chúng ta xử với con trai của mình y chang như vậy. Bạn ơi, 7 năm đã tạo ra một cái hang ở trong tâm trí của Gideon. Vậy bạn và tôi cùng nhau nghiên cứu xem chúng ta đang có cái hang nào trong cuộc sống của mình để cùng nhau thay đổi. Amen. Vừa rồi tôi xem một thước phim ngắn có nói về một người chồng ngoại tình với vợ của mình, lừa dối. Và trong đó người ta nói rằng: bạn ơi, nếu bạn là vợ bị chồng phản bội, bạn là chồng bị vợ phản bội, đừng sỉ nhục bản thân của mình, đừng nghĩ rằng bởi lỗi của tôi mà người kia họ phạm tội tà dâm. Kẻ mà lừa dối bạn, họ thực chất đang lừa dối họ. Họ phản bội bạn, thực sự họ đang coi thường họ, chứ không phải là bạn xì vả bản thân. Có một câu chuyện mà lâu lắm rồi, nó là một nền tảng của triết học phương Tây. Một nhà triết học có tên là Platon có đưa ra một câu chuyện về cái hang. Tôi muốn bật hộ cái bức tranh mà tôi đã gửi cho ban kỹ thuật. Ông kể lại một câu chuyện là những người ở trong hang bị trói bởi một sợi dây sắt. Họ lấy chồng lấy vợ ở trong hang luôn, đẻ con cũng ở trong hang. Và mọi người để ý không, có thể tắt hộ cái màn hình, tắt hộ cái ánh sáng. Có thể phía dưới không nhìn thấy cái bức tường. Đằng ở phía dưới bức tường là những người nam người nữ bị trói nằm ở phía dưới bức tường. Và những kẻ cầm tù họ là những kẻ đang cầm những cái hình nộm ở phía trên kia. Ở phía trên kia có một cái đống lửa, ánh sáng của những người bị tù này họ chỉ nhìn thấy qua ánh sáng lập lòe từ lửa chiếu ra thôi.
Và cái hình trên tường này là hết thảy những hình mà phản chiếu từ những đồ chơi của những kẻ giam cầm họ chiếu lên tường. Thế giới quan của họ chỉ nhìn thấy những gì mà hình ảnh được lập lòe ở trên tường thôi, hình ảo mà họ lại cứ tưởng thật. Bởi vì cả cuộc đời của họ bị giam, bức tường bị chắn rồi. Họ sống trong lô lệ, họ bị kìm trong lô lệ, họ đẻ con cũng ở trong lô lệ. Họ không bao giờ được nhìn thấy hình ảnh thật, họ không bao giờ biết được ánh sáng mặt trời, họ chỉ nhìn thấy ánh sáng từ ngọn lửa lập lòe kia mà thôi. Rồi có một lần, một trong những người đó đã thoát khỏi cái hang này, chui ra khỏi lỗ kia. Vì cả cuộc đời anh ta đã sống ở trong tối tăm, ánh sáng mặt trời anh ta nhìn thấy lần đầu tiên, sáng lòe dường như lóa mắt của anh ta. Anh ta dụi mắt, mất một thời gian dài anh ta mới nhìn lại mặt trời lần thứ hai. Dưới ánh sáng ban ngày, hết thảy thiên nhiên vạn vật thật là đẹp. Anh ta nhìn thấy những chim hót, nhìn thấy hoa mà chưa bao giờ anh ta được nhìn thấy. Anh ta bỗng nhiên nhớ lại, ở dưới hầm này này có cha mẹ của anh ta, ở dưới cái hang này bao nhiêu người giống như anh ta đẻ ra ở trong lô lệ, đẻ ra bị kìm kẹp. Anh ta biết rằng con ngựa kia không phải là ngựa thật, con chim kia không phải là chim thật, nó là sự giả dối của những kẻ trói buộc tâm trí của những con người làm nô lệ. Anh ta quyết định không sống một mình trong cái sung sướng của thế giới tự do. Anh ta quay trở lại cái hang, về đúng cái chỗ bức tường này, báo cho những người bạn của mình, người thân của mình rằng có một thế giới khác. Thế mà những con người đó nghe xong nói anh ta bị điên, bởi vì cả cuộc đời nhiều thế hệ rồi, 10, 20, có thể 100 thế hệ rồi, người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh ở trên tường kia thôi. Họ đâu có biết mặt trời là gì. Họ tưởng tượng mặt trời là đốm lửa kia kìa. Họ nghe những sự giả dối kia và cho nó là sự thật. Họ chưa bao giờ biết chân lý là gì. Họ cười cợt anh ta, rồi họ quyết định trùm chăn đánh hội đồng. Họ bàn cách giết anh ta. Con người đó muốn cứu người thân của mình ra khỏi cái hang này, nhưng vì người ta quen sống trong hang rồi, người ta quen sống trong tội rồi, cái mùi hôi nách đó họ đã quen rồi. Họ nghĩ rằng không có mùi hôi nách làm sao sống nổi. Họ ngửi cái mùi tất thối đó quen quá rồi, và họ nghĩ rằng mùi tất thối này là chất dinh dưỡng để họ tiếp tục sống. Sự thật là như vậy đó. Bạn và tôi đang sống trong cái hang nào? 2000 năm trước có một đấng đã hạ sinh. Ngài sẵn sàng sinh ra trong cái hang đó. 30 năm, hãy bật lại câu kinh thánh cho tôi. 30 năm Ngài sống trong cái xứ gọi là Lazaret, một cái xứ tồi nhất của Israel. Ở đó người ta khinh bỉ những người ở Galilee, thế mà Nathanael người Galilee còn khinh bỉ cả Lazaret nữa. Ngài sinh ra ở chỗ hèn hạ nhất. Sau 30 năm Chúa quay trở lại Lazaret. Hãy cùng tôi bật lại sách Luca. Luca đoạn 4 câu 12 đến câu 22. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee, danh tiếng Ngài đồn khắp cả xứ xung quanh. Câu ngược lại nào. Ngược lại câu 12. Dạ. Yeah. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, nơi mà Ngài sống tại đó 30 năm. Theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Hãy nhắc lại cùng tôi, theo thói quen. Bạn thấy không? Ở đây tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy họ đi giết Chúa. Chúa thừa biết ở chỗ này người ta đối xử với Ngài ra làm sao. Nhưng mà Kinh Thánh thép rằng theo thói quen, có nghĩa là chuyện đó lặp lại thường xuyên. Ngài chịu đựng 30 năm ở trong cái nhà hội đó. Bạn ơi, đừng bỏ những buổi nhóm như mấy kẻ quen làm. Hãy tới thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không bỏ những buổi nhóm 30 năm liền. Ngài đến nơi mà Ngài biết chắc chắn rằng Ngài bị bắt bớ, nhưng Ngài vẫn tới. Tại sao bạn đến đây mà được yêu thương như ở đây? Bạn đến đây được nghe lời của Ngài, mà chúng ta lại không sẵn sàng tới thờ phượng Chúa mỗi ngày Chủ nhật sao? Hãy quay sang lân cận nói rằng chúng ta hãy gặp nhau mỗi ngày Chủ nhật ở đây.
theo thói quen, nhằm đúng ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc, có người trao sách tiên tri Ê-sai cho ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha. Có phải đúng cái người từ trên hang chui xuống dưới hang để giải phóng cho người ở trong hang không? Ngài công bố ánh sáng mặt trời, ngài công bố rằng có một thời điểm khác, ngài công bố rằng hãy sang bờ bên kia. Kẻ mù được sáng mắt, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đền ra năm lành của Chúa, đoàn ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Hội thánh Berlin bây giờ, khi tôi giảng xong, tôi xuống dưới kia ngồi, có nghĩa là bài giảng kết thúc. Nhưng Rabbi ngày xưa, thầy Do Thái ngày xưa giảng, họ đọc kinh thánh trước, rồi sau đó họ mới ngồi xuống để giảng giải, chứ không phải ngài ngồi xuống để kết thúc bài giảng. Ngài ngồi xuống để giải thích cho họ biết cái gì mà ngài vừa công bố vừa rồi. Ngài ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó ngài để nghe ngài giải thích. Ngài bèn phán rằng: hôm nay lời đó được ứng nghiệm. Hôm nay ta đã chui xuống dưới hang này để công bố các ngươi được giải phóng khỏi hang. Alleluia. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Câu 28 đến câu 30, chỉ có hai câu cuối 28 và câu 30. Điều gì xảy ra? Ai nấy trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Chà, tại sao lại tức giận? Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên trên chóp núi là nơi họ xây thành ở trên, để quăng ngài xuống. Xong ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Bạn thấy không? Chúa Giê-xu mang điều tốt đến cho họ, mà tại sao họ tức giận? Bạn đã bao giờ tức giận khi một người nào đó nói điều tốt chưa? Chưa bao giờ à? Thế nên tôi kể cho bạn nghe. Tôi ngày xưa học trường mỏ, chúng tôi hay đánh bạc thâu đêm lắm. Mỗi một lần đánh bạc như vậy, uống bia tất tè lè, hút thuốc đầy khắp căn phòng. Có một lần tôi đi học về, trời mùa đông, thằng bạn tôi đi trước, nó mở cửa ra một cái, tôi đi đằng sau nó, nhìn xuyên qua cái hành lang, thấy khói thuốc lá từ nhà, từ phòng của tôi mà ngày hôm qua chưa thông phòng, nó phả ra ngoài giống như bóng khói. Tôi bảo: wow, không có hút kinh thật, bốn thằng mà hút hết ba bốn bao liền, kinh không? Con trai tôi hôm nay đi học, đi trên đường đi về, thằng nhỏ đấy, nó nói: papa ơi, ngày xưa papa hút thuốc mấy điếu một ngày. Tôi lái xe hỏi: cái gì con? Mấy điếu thuốc lá một ngày? Tôi nói rằng: con ạ, hai bao. Một mình ba hút hai bao một ngày, có nghĩa là khoảng 40 điếu thuốc lá một ngày. Nó kêu nhiều quá. Con người tôi là như vậy đó, kinh hoàng lắm. Rồi sau khi tôi tin Chúa Giê-xu quay trở về, bọn bạn tôi bắt đầu mang bia ra dù đánh bạc. Tôi bảo: xin lỗi chứ Trần Mạnh Hùng không đã uống bia, không đánh bạc nữa. Tớ là con người khác rồi. Mọi người biết nó làm, bọn nó làm gì không? Mấy lần nó đánh bạc, nó uống bia, nó bảo: Hùng, cho mày chuyển phòng khác mày ở đi. Và tại sao? Mày ở cái nhà này bọn tao uống bia bây giờ không còn ngon nữa. Bọn tao chửi bậy bây giờ không có chửi bậy được thoải mái như ngày xưa nữa. Cái gì mà khiến chúng mày khó sống thế? Câu đơn giản: bởi vì ở trong căn phòng này có một sự sáng. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thật ra có những nơi người ta đã quen ăn hối lộ rồi, quen ăn cắp rồi. Bạn mà không ăn cắp, nó sẽ bắt buộc bạn phải ăn cắp như chúng nó. Và nếu bạn mà không chịu ăn cắp, nó sẽ tìm cách tố bạn là kẻ ăn cắp và đưa bạn vào tù để xử lý bạn cho họ dễ ăn cắp hơn. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Ở trong hang người ta quen nhìn điều giả dối, cho nên họ hay tin vào điều giả hơn là điều thật. Nói điều thật họ không tin nữa. Những người tại Lazaret, họ tức giận với những gì Chúa Giê-xu đã nói, và họ tìm cách giết ngài. Bạn ơi, câu chuyện ngày hôm nay đưa chúng ta tới cái gì? Đưa chúng ta tới, hãy cùng nhau xem cái hang của bạn hiện tại là cái gì. Có một số người họ nói rằng thế giới chúng ta đang sống rất khó nói sự thật. Nói thật ra rất là khó. Người ta nói rằng sự thật mất lòng, khó nói sự thật lắm. Nhưng tôi muốn nói cho bạn biết rằng còn cái khó hơn nữa. Anh chị em nghe cái điều khó hơn không? Khó hơn là nghe sự thật cơ. Vì nếu như mà chúng ta không có ai nghe được sự thật thì người nói sự thật khó lắm. Người nghe sự thật vì sao khó? Bởi vì chúng ta quen nghe nịnh rồi, chúng ta quen nghe điều hay rồi, chúng ta quen nghe điều giả dối rồi.
Có một số người rơi một cái bẫy, rơi một cái hang có tên là like của Facebook. Nhiều khi đưa một cái ảnh của mình lên, viết một cái bài lên, chúng ta bắt đầu xem, ôi, tại sao mà một tuần rồi mà chỉ có 150 người thích nhỉ? Tại sao cái vụ tuần trước có 300 người thích mà bây giờ chỉ có 150 người thích nhỉ? Cái hang đó là hang dư luận. Họ có thích mình nhiều hay không? Chúng ta bị giam ở trong đó. Chúng ta đánh giá con người của mình qua cái số đông của người xung quanh. Họ vỗ tay thì giá trị chúng ta được cao. Họ chửi bới chúng ta thì giá trị chúng ta bị thấp. Chúa Giêsu không sống bởi những điều như vậy. Amen anh chị em. Cả làng định tổng tấn công Ngài. Cả làng định đánh Ngài hội đồng. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đi nơi khác và giảng tin lành tiếp tục. Hãy cẩn thận cái hang dư luận của chính chúng ta. Amen. Amen anh chị em. Ai cảm nhận là mình đang có cái hang đó, có hiểu cái hang đó là hang của mình không? Phải ra khỏi đó anh chị em. Phải ra khỏi đó anh chị em. Amen. Người ta cười mình, người ta vui vỗ tay, cũng đừng có quá hách mũi. Người ta chê bai mình, cũng đừng quá thất vọng. Amen. Nào chúng ta cùng nhau xem tiếp cái hang gì nữa nào. Hang tiếp theo, chúng ta cùng nhau xem cái hang gì. Sự thương tổn trầm cảm, cái đó cũng là một cái hang. Nhiều khi chúng ta bị ruồng bỏ nhiều, chúng ta chui mình trong đó và tự than thân trách phận, tự dày vò bản thân, luôn luôn nói những lời tiêu cực về bản thân. Chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi cái hang than thân trách phận của mình. Có một số người họ rơi vào cái hang nghèo, hang đánh bạc. Người mà hay đánh bạc khi nghiên cứu lại, họ phát hiện ra rằng đã sống trong một hoàn cảnh rất là nghèo. Thành ra họ suy nghĩ rằng cần phải có giàu nhanh, cố gắng làm lương thiện khó nhanh. Thành ra bắt đầu chơi xổ số, bắt đầu chơi đánh bạc, và càng ngày càng nghèo hơn, và càng ngày càng ham hơn. Giống như con thú khi bị chọc thương rồi, nó càng ngày nó càng điên lên. Hãy cẩn thận cái hang của mình. Hang tiếp theo là cái hang ngoại tình tà dâm. Cặp bồ là những người mà họ đã bị chối bỏ từ nhỏ. Họ nghĩ rằng họ không được yêu, cho nên bắt đầu họ cần phải có nhiều người, nhiều vệ tinh quay xung quanh. Họ thả thính khắp nơi để cho nhiều người bám vào họ, và họ cảm nhận ra họ là người mà được nhiều người thích. Hãy cẩn thận những cạm bẫy như vậy. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Có những người mà họ thích quyền, họ thích tiền, họ thích danh lợi quyền. Chỉ đơn giản cái hang cô đơn của họ đang tấn công họ. Có những người họ bị cái hang ảo tưởng. Họ luôn nghĩ rằng là họ là người giỏi lắm, họ là người hay lắm. Bất cứ việc gì của người khác cũng nhảy vào, không cần biết mình có giúp được hay không. Và cuối cùng những con người ảo tưởng đó, họ sẽ nhận ra sự thật chỉ khi chính họ rơi vào thất bại như vậy thôi. Tôi muốn anh chị em ơi, nào năm nay chúng ta cùng nhau nhìn vào cái hang mà Gideon đã bị mắc. Ông ấy khi nhận biết cái hang là tâm trí của mình luôn luôn nghĩ mình thấp nhất, nghèo nhất, khổ nhất, tồi nhất, rốt nhất, không làm gì được, thì Chúa nói câu kinh thánh rằng ta ở cùng ngươi. Và câu kinh thánh cuối cùng chúng ta cùng nhau xem để kết thúc bài giảng ngày hôm nay. Hãy nhận biết giá trị thật của mình. Sách Giăng đoạn 8 câu 31 câu 32, lời Chúa nói: Ngài phán cùng những người Giuđa đã tin Ngài. Ai là người tin Chúa Giêsu tại đây? Giơ tay tôi xem nào. Dạ, hết thảy chúng ta đều là tin Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe này. Tin Chúa Giêsu chưa đủ. Bạn tin Chúa Giêsu nhưng bạn vẫn mang theo những cái cũ của bạn trong tâm trí tới ngồi trong hội thánh. Rồi bạn trở về nhà của mình với những tâm trí cũ của mình. Thầy giáo Chúa nói, Kinh Thánh chép với cho những người tin Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô rằng những kẻ nào quen ăn cắp đừng ăn cắp nữa. Không phải cứ tin Chúa Giêsu xong là những người lắm mồm đó là hết lắm mồm. Không phải tin Chúa Giêsu xong là những kẻ xấu xa là hết xấu xa. Không phải tin Chúa Giêsu xong là những kẻ hay lo lắng nó hết lo lắng. Không phải. Mà tin Chúa Giêsu là chúng ta có sức từ bên trong để mà thay đổi tâm trí của mình theo quá trình. Bạn cần phải nghe lời Chúa, và lời Chúa nói với những kẻ tin Ngài: nếu các ngươi hằng ở trong đạo của ta. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hằng. Hằng có nghĩa là gì? Không phải là hằng nga. Hằng ở đây là luôn luôn. Hằng ở đây là kiên trì và bền bỉ. Hằng ở đây là thường xuyên, chứ không phải ngày hôm nay,
thì rất là thường xuyên đọc Kinh Thánh những 3 tiếng. Còn một tuần sau không đụng vào Thánh Kinh mà không cầu nguyện. Ở đây nói rằng nếu các ngươi hàng ở trong đạo của ta, ai là người hàng ngày ăn cơm giữa tay tôi xem nhá. Chứ không phải là một năm ăn một lần thật no, khoảng độ ăn một tấn gạo, sau đó là 11 tháng còn lại không ăn gì. Lời Chúa nói nếu các ngươi hàng ở trong lời của ta, đạo là lời đấy, thì thật là môn đồ của ta. Chưa phải tin Chúa là môn đồ Chúa đâu nhá. Chỉ có những kẻ mà hàng ở trong đạo, trong lời của Ngài thì mới là môn đồ. Bởi vậy cho nên tin Chúa chưa đủ, bạn lấy vợ chưa đủ. Có nhiều người lấy vợ xong 3 tháng sau ly dị. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Như vậy có nghĩa là không phải chỉ cưới người mình yêu là đủ, mà sau đó khi cưới xong phải yêu người mình lấy nữa mới là điều kiện đủ cơ. Điều kiện cần là lấy người mình yêu, điều kiện đủ là yêu người mình cưới mới giữ được hạnh phúc. Và lời Chúa nói thì thật là môn đồ của ta, nhưng mà môn đồ của Chúa vẫn ở trong hang. Bởi vì trong cuộc đời của mình có nhiều hang lắm. Có cái hang hang lười, có cái hang là hang mà nhiều chuyện, có cái hang là hang hay buôn dưa lê, có cái hang là hang mà luôn luôn đi vay nợ, vay người này đập chỗ kia, đập chỗ này đây chỗ kia. Nhiều hang lắm, chúng ta cùng nhau xem. Đời sống chúng ta nhiều hang lắm. Hang hay nói dối, hang hay hay thêm mắm thêm muối vào một câu chuyện cho nó hầm hố. Từ con khỉ bỗng nhiên trở thành con voi, sau một tháng sau mắm muối vào thành con voi. Lời Chúa nói rằng câu thứ ba này có 3 mức độ nhá. Các ngươi sẽ hiểu biết lẽ thật, và lẽ thật mà các ngươi hiểu biết đó mới buông tha các ngươi. Có 3 mức độ: 1 là tin, 2 là làm môn đồ của Ngài, 3 là nhận biết được mình có cái hang gì mà đang kìm giữ mình ở trong hang, để nhận biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Amen. Amen anh chị em. Có một người vừa rồi hỏi tôi rằng mục sư ơi, làm thế nào để giảng như mục sư? Tôi nói rằng mục sư đã từng nói lắp và nói ngọng, không phát âm ra được, không giảng được, và rất sợ đứng trước đám đông. Mục sư nhận biết chân lý ở chỗ là Chúa là đấng có thể làm phép lạ trong đời sống của mình. Điều thứ hai là mình cần phải hành động. Mỗi một lần giảng, thu lại bài giảng, về nhà nghe lại bài giảng của mình. Nó ớn mức độ nào thì người nghe cũng sẽ ớn mức độ như vậy. Mình nghe được bài giảng của mình bao nhiêu phút thì người ngồi dưới cũng có thể nghe được chỉ gần đấy thôi. Nếu tôi nghe được có 5 phút đầu tiên thì có nghĩa là bài giảng của tôi người ta chỉ có nghe được có 5 phút thôi. Cần phải thay đổi. Tôi nghe chăm chú bài giảng của mình để cố gắng tiêu hóa và nhận ra ở trong bài giảng của mình có cục xương nào không, cần phải loại bỏ. Và bắt đầu từ đó phải thay đổi những gì mình cần phải thay đổi, và gìn giữ những gì mình cần phải gìn giữ. Chứ không phải chỉ có đi theo Ngài là đủ, chứ không phải chỉ có tin Ngài là đủ, mà chúng ta cần phải nhận biết lẽ thật. Và nhận biết lẽ thật là đau đớn lắm. Sự thật thì mất lòng là như vậy đó. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Và bắt đầu tập giảng cho bắp cải, bắt đầu tập giảng cho hướng dương, tập giảng cho rừng cây. Bạn công bố ra miệng của mình những điều gì mà bạn sẽ trở thành người như vậy. Chứ không phải đơn giản đâu, nó cả một trận chiến đó anh chị em. Amen. Bởi vậy trên nào, chúng ta cùng nhau xem xét lại. Bạn nói rằng như mục sư ơi, tôi phát hiện ra hang của tôi rồi, nhưng bây giờ phải làm sao để ra khỏi hang? Quan trọng ở chỗ bạn đã phát hiện ra hang. Còn bây giờ có 200-300 cái hang tại đây, làm sao mà tôi có thể trả lời hết cho từng cái loại hang một? Và như vậy chúng ta sẽ cần có thời gian tư vấn, miễn là chúng ta cùng nhau biết được rằng loại hang nào trong đời sống của chúng ta. Amen. Có một người phạm tội đồng tính luyến ái, nam yêu nam, nữ yêu nữ, và đau đớn, ăn năn, hối hận mà không giải thoát được, cứ đến cầu nguyện và sau đó lại lặp lại. Bây giờ phải làm sao? Giải phóng được người ta là phải cắt được cái dây xích ở dưới chân này cơ. Có nghĩa là phải phát hiện ra cái hang mà anh ta từ đó ra làm sao. Sau khi tìm kiếm phát hiện ra rằng anh ta là một người sinh ra không cha. Từ nhỏ mẹ luôn chửi bọn đàn ông khốn nạn, toàn lợi dụng đàn bà thôi. Anh ta lớn lên không nhìn thấy đàn ông, ra ngoài đường chỉ nhìn thấy đàn ông say rượu nằm ở trên tuyết. Và anh ta thấy rằng người đàn bà là người hay nhất. Cô giáo đón cậu ta đi học, nữ cảnh sát giao thông đưa cậu ta đi ngang qua đường, ở cửa hàng mua cái kem, một cô bán hàng. Ở mẫu giáo không có đàn ông bao giờ, chỉ toàn là người nữ thôi. Hình ảnh người nữ luôn luôn tuyệt vời trong con mắt của người con trai này.
Và cậu ta bắt đầu ở nhà đánh môi son, soi gương. Cậu ta ước ao trở thành người nữ chứ không phải là đàn ông nữa. Và cuối cùng ăn mặc váy của mẹ, đi lại ở trước gương. Tâm lý thay đổi, sinh lý cũng thay đổi theo. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Kinh Thánh chép rằng hắn nghĩ trong lòng hắn thế nào thì hắn là con người như vậy. Và cái cội rễ nằm ở chỗ kia kìa, là cậu ta không có tình cha. Và khi giải quyết cái điểm mấu chốt đằng xa cái kia thì căn bệnh đồng tính luyến ái đó mới được giải quyết. Thầy dành cho em mới có những người nóng tính, có những người hay đánh bạc, có những người hay nói dối, có những người hay vay tiền bạc. Bạn đừng có phê phán họ, hãy tới gần họ, giúp đỡ họ, cùng trò chuyện, nghiên cứu để lần để tìm ra cái hang mà từ nhỏ cha mẹ đã đào và nhốt con người đó ở trong đó. Họ cần được giải phóng hơn là trao cho họ một cái thòng lòng từ bạn nữa. Họ tới đây hội thánh này để cần sự giải phóng chứ không cần sự chê trách và phán xét của một ai. Amen. Hãy thay vào sự phán xét là sự cầu nguyện cho họ. Amen. Tôi có những cái hang mà cũng cần phải phát hiện ra. Bạn có những cái hang mà cần phải phát hiện ra. Tại sao một con người luôn luôn nhút nhát và sợ hãi? Vì có một cái hang nào đó mà cha mẹ đã bày ra. Người mẹ quá cầm quyền, người cha quá bạo lực, khiến đứa con đó không dám có ý kiến riêng bao giờ. Và bắt đầu từ cái hang đó, cùng nhau giải phóng, giúp đỡ, cắt những dây xích đó, đứa trẻ sẽ được giải phóng. Mọi người hiểu không ạ? Một đứa con trai đến năm 40 tuổi rồi mà chưa quyết định cho cá nhân mình một điều gì, lấy được vợ rồi lại ly gì. Vì cậu ta luôn luôn là đứa trẻ đối với mẹ của mình. Đến bây giờ mà bà mẹ vẫn chi tiền cho ăn uống mỗi một tháng. Làm sao mà trưởng thành được? Cậu ta đã bị một cái hang không có tư duy độc lập. Vì mẹ luôn luôn thương hại, thương mà là hại, thương mà là hại. Thầy dành cho em, tại sao hội thánh chúng ta tại đây không có ai nhồi sọ bạn và không có ai bắt bạn quyết định theo cái quyết định của mục sư là như vậy đó? Bởi vì tôi tôn trọng quyết định cá nhân của bạn. Bạn là người trưởng thành, bạn là người có Chúa Giêsu, bạn được quyền quyết định ở lại hội thánh để phục vụ hay là rời khỏi hội thánh để đi chỗ khác. Không ai cản quyết định của bạn đâu. Và tôi hứa với bạn rằng từ nay cho tới ngày Chúa quay trở lại mà còn có tôi và bạn trong hội thánh này, hội thánh này sẽ không bao giờ có ai áp đặt quyết định trên đời sống của bạn đâu. Bạn hoàn toàn được quyền quyết định. Amen. Nào hãy cùng nhau đứng dậy. Bài giảng ngày hôm nay cũng đến với bạn ở chỗ bạn được quyền phát hiện ra cái hang của bạn. Bạn được quyền lên tiếng, hay giúp tôi cắt dây, giải phóng tôi khỏi cái hang. Không ai ép bạn phải ra khỏi hang nếu bạn không muốn. Người Nazareth họ không muốn ra khỏi hang. Chúa Giêsu đến nói rằng có lối thoát. Họ muốn giết chết Ngài. Họ nói là hãy để chúng tôi yên. Chúng tôi đã quen sống trong lô lệ rồi. Chúng tôi quen bị người ta bắt phải làm cái gì rồi. Họ sống bởi tiếng của dư luận. Họ sống bởi tiếng kêu đám đông của bầy cừu. Đám đông nói đúng như vậy thì họ cũng gật đầu đúng. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Mọi người có tập trung vào bài giảng không ạ? Có một cô giáo vào một hội trường khoảng gần 1.000 người nói: nào chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay cho diễn giả. Cả một hội trường 1.000 người lác đác, có khoảng chục người vỗ tay. Còn hơn 900 người kia ở đâu? Câu trả lời ở chỗ người nào cũng nghĩ rằng ai đó sẽ vỗ tay, không phải là mình. Cho nên hơn 900 người không ai vỗ tay, vì họ nghĩ rằng người khác vỗ mà. Bao nhiêu cái sai ở trong xã hội này, không ai dám lên tiếng, bởi vì họ nghĩ rằng có người khác phê phán, đâu phải là tôi. Tôi về nước Đức này năm 2009, nhìn thấy những điều vô cùng sai quấy. Chúa nói với tôi hãy há miệng nói. Tôi nói tại sao lại là con? Người khác làm chứ tại sao lại là con? Chúa nói với tôi rằng tại sao lại là con ta chết thay cho ngươi. Và khi tôi nghe được điều đó, tôi nói amen, con sẽ làm. 2009 tôi đã đứng và nói ra những sự thật. Và kết quả là những gì chúng ta nhìn thấy bão đã xảy ra. Nhưng thà là kẻ dám nói sự thật. Và hãy nhớ, kẻ nói sự thật chỉ khi bạn nhận được ánh sáng từ trời thôi. Chứ nhiều khi bạn cứ tưởng là sự thật mà bạn cũng bị lừa đấy.
nói sự thật mà trả sự thật nào là sự vu khống của những người khác. Hãy cẩn thận, đừng bị lầm giữa sự thật với sự vu khống. Bạn cần có một tâm trí được soi sáng từ trời thì bạn mới ra khỏi cái hang của bạn, và bạn mới giúp được người khác ra khỏi hang của người ta. Còn nếu bạn vẫn ở trong hang thì làm sao bạn giúp được người khác ra khỏi hang của họ được. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.